Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, trước cầm tay mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes I know, yes I know. Dẫu anh không chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Cho gia đình ông bà Hương Liễu cũng như đỡ lời cho cô dâu Ngọc Linh, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng. Dạ vâng, kính thưa các bậc cha bác, các chị và các bạn, thật đúng là xuân về cho chúc thêm xanh, cho mai gặp chúc cho anh gặp nàng, xuân về vui xóm vui làng, cho đôi bạn trẻ thắm tình duyên quê, gặp xuân ta giữ xuân chơi, câu thơ dễ dịu là nơi đi về, mùa xuân là của tình yêu,
Mùa xuân là của mọi điều ước mơ. Mùa xuân anh đợi em chờ. Mùa xuân ước hẹn bây giờ là đây. Vâng, trong không khí của những ngày đầu xuân đã mang đến cho đất trời một luồng sinh khí mới. Không gian của mùa xuân đã vương đâu đây trên những tán lá ngọn cỏ và những giọt sương long lanh của mùa xuân Giáp Thìn đã đến. Và trên những ngày này, trên quê hương xã Nam Điền nói riêng và quê hương Nam Định nói chung, chúng ta lại được hội tụ về đây để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình, chúc mừng cho Ngọc Linh và Huy Thành ngày hôm nay đã chính thức nên duyên chồng vợ. Vâng, kính thưa các bậc cha bác, anh chị và các bạn, thật đúng là hôm nay tứ hải giao tình, tuy rằng bốn biển nhưng sinh một nhà. Vâng, trong ngày vui ngày hôm nay, được sự tác hợp vun vén của đôi bên gia đình, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương và đặc biệt đôi duyên mới Ngọc Linh và Huy Thành đã được ông Tơ bà Nguyệt kết tóc xe duyên để ngày hôm nay chính thức nên duyên nghĩa vợ chồng, trở thành một gia đình mới, một tổ ấm mới của xã hội. Và niềm vui ấy càng được nhân lên gấp bội khi nhận được những lời chúc mừng từ người thân và bạn bè của hai em. Trong ngày vui trọng đại này, gia đình họ nhà gái chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp sự diện có mặt đông đủ của quý vị quan khách cũng như tất cả các bạn trẻ thanh niên nam nữ đã không quản đường xá xa xôi trở về đây chung vui với hai bên gia đình, chung vui với đôi duyên mới. Thay lời cho gia đình cũng như đỡ lời cho đôi duyên mới, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng mời nước, mời thuốc, mời trầu ăn bánh ngọt và cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chương trình buổi lễ đính hôn của đôi duyên mới Ngọc Linh sánh diện cùng chú rể Huy Thành xin phép được bắt đâu. Dạ vâng, kính thưa các bậc cha bác, các chị và các bạn, theo như phong tục của người Việt Nam chúng ta thì đầu có xuôi, đuôi mới lọt, trong nhà có rõ, ngoài ngõ mới thông. Chính vì vậy, trước khi vào các nghi lễ chính thức trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một nghi lễ đầu tiên, đó chính là nghi lễ vấn danh, giới thiệu xưng tên của đôi bên gia đình. Đầu tiên, thay lời cho vị chủ nhà mến khách, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai khởi thân đứng dậy có đôi lời phát biểu giới thiệu các thành phần tham gia trong buổi lễ cũng như giới thiệu những mâm sinh lễ mà gia đình họ nhà trai mang đến. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể bác chú cô dì và các bạn của hai cháu, trong cái không khí vui tươi đầm ấm và đoàn kết, trải qua một thời gian tìm hiểu yêu đương của hai cháu Huy Thành và Ngọc Linh, và hôm nay thì được sự thống nhất giữa hai bên gia đình nhà bà Tuyết và gia đình nhà ông bà ông Hưng, thì hôm nay nhằm ngày lành tháng tốt thì ngày mai cũng là hai bên gia đình tổ chức chính lễ là thành hôn cho hai cháu. Và buổi chiều ngày hôm nay thì theo cái phong tục tập quán và cái truyền thống văn hóa, nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như truyền thống của quê hương Nam Định cũng như là Nghĩa Hưng nói riêng, thì hôm nay là gia đình nhà trai chúng tôi là có rất lễ là ăn hỏi và đính hôn cho hai cháu. Thế về thành phần tham dự buổi lễ ăn hỏi và đính hôn đối với họ nhà trai chúng tôi thì gồm thành phần như sau. Tôi xin thứ nhất là về cái bậc cao niên bề trên của có hôm nay sự hiện diện của bà ngoại của cháu Thành. Xin mời bà ngoại của cháu đứng dậy ạ. Vâng, xin cảm ơn bà. Và thứ hai nữa là có một ông bác tức là vai trên của bà ngoại của cháu Thành, xin mời. Và một ông cậu là em trai của bà ngoại, xin mời ông bác và ông cậu đứng dậy. Và về phía bên ngoại hôm nay thì báo cáo với lại các cụ, các ông, các bà là còn có sự hiện diện của mẹ của cháu Thành. Xin mời mẹ của cháu Thành đứng dậy ạ. Và cùng với đoàn hôm nay, sự hiện diện của bên ngoại còn có đông đủ các ông, các bà, các cậu, các mợ đã về tham dự đầy đủ lễ đính hôn buổi chiều hôm nay. Về phía bên nội thì báo cáo với lại các cụ, các ông, các bà. Trước hết là tôi xin trân trọng tự giới thiệu. Tôi là được gia đình là giao phó là trưởng đoàn cho họ nhà trai. Và tôi là em trai là của bố cháu Thành.
Và về đoàn phía bên nội hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu là có một là bác Nịch, hai là bác Toàn, là anh trai của bố cháu Thành. Xin mời hai bác đứng dậy ạ. Và vâng, xin cảm ơn hai bác. Và tiếp theo đó là có hai bác gái, tức là chị gái của bố cháu Thành. Xin mời bác Lương Văn Bị và bác Sáng nữa. Bác Sáng là bác dâu, tức là bác dâu cả, là bác trai là mất, cho nên là do đó là hôm nay có sự hiện diện của bác Sáng. Xin mời bác Sáng, bác Bị, bác Lương đứng dậy ạ. Vâng, còn lại thì báo cáo với này các vị đại biểu là hôm nay là đối với gia đình nhà trai chúng tôi có đầy đủ sự hiện diện của hai bác Hạnh, tức là bên vai trên của chúng tôi là ngành thúc bá. Xin mời bác Hạnh và bác Nương đứng ra. Vâng, xin cảm ơn hai bác. Và hôm nay còn có sự hiện diện của đông đủ các bác, các cô, các chú, các cậu, các mợ, các dì, rồi các anh chị em trong gia đình đã có mặt về dự đông đủ trong buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Thì báo cáo là kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể gia đình, là đối với phong tục tập quán truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam thì từ xưa đến nay được truyền từ đời này sang đời khác. Đây là cái nét đẹp văn hóa mà đã tồn tại từ rất lâu đời, được các địa phương cũng như các gia đình duy trì cái truyền thống đó. Và cái nét đẹp đây là cái nét đẹp văn hóa rất là ý nghĩa. Thì về phần lễ thì hôm nay tôi cũng xin giới thiệu qua một chút, là cũng theo cái quy tục lệ của truyền thống văn hóa, thì hôm nay gia đình nhà trai cũng chúng tôi cũng đưa đến gia đình nhà gái đầy đủ các cái lễ phẩm. Thứ nhất là trầu cau, thứ hai cũng là chè, thuốc và rượu, thứ ba nữa là hoa quả, bánh kẹo, nước ngọt, tất cả mọi cái vật phẩm nó đều thể hiện cái nét đẹp văn hóa truyền thống, nó tạo cái sự gắn kết hạnh phúc lứa đôi và cái sự ngọt ngào đoàn kết của gia đình. Thì đây là rất là ý nghĩa. Thì báo cáo với lại các cụ, các ông, các bà như thế. Thì hôm nay thì cũng là nhân cái ngày lành tháng tốt, thì qua cái sự tìm hiểu và được cái sự thống nhất của hai bên gia đình, thì gia đình chúng tôi đã dẫn lễ ăn hỏi đính hôn là xuống nhà gái. Thì sau đây là xin ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho họ nhà gái. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai vừa có được lời phát biểu giới thiệu các thành phần tham gia trong buổi lễ cũng như giới thiệu những mâm dịp lễ mà gia đình họ nhà trai mang đến. Vâng, kính thưa các bậc cha bác anh chị và các bạn, thật đúng là cây có gốc mới nảy cành xanh lá, nước có nguồn mới biển cả sông sâu, người ta có gốc từ đâu, nhà trai rồi thì nhà gái cũng có đôi câu đáp từ. Và ngay lúc này đây, xin kính chuyển lời mời tới vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái có đôi lời phát biểu cũng như giới thiệu các thành phần quan trọng trong buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý cụ, quý ông bà, kính thưa toàn thể các vị khách quý, tôi đại diện cho phái đoàn họ nhà gái. Trước hết là cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý cụ, quý ông bà, quý vị khách quý có mặt trong huân trường ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi đã quyết định là gái. Tôi hoàn toàn đồng ý và nhất trí cái lời phát biểu của vị đại diện họ nhà trai. Và tôi xin tiếp nhận các nghi lễ mà họ nhà trai đã dành cho hội gái chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, cũng kính mời quý cụ, quý ông bà, các vị khách quý mời nước, mời thuốc, mời trà cùng dự lễ đính hôn cho hai cháu và chúc phúc cho hai cháu trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn trên hết. Dạ vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái cũng đã chấp nhận
những mâm sinh lễ mà gia đình họ nhà trai mang đến. Và kính thưa các bậc cha bác, các chị và các bạn, thật đúng là ai đã chắp cánh cho chim bay về tổ, ai đang mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau, để thương, để nhớ, để đợi, để chờ. Phải chăng chính là sự phun trào vun vén của đôi bên gia đình? Và ngày hôm nay, Ngọc Linh và Huy Thành, hai em đã chính thức nắm tay nhau, chèo lái con thuyền tình yêu cập bến bờ hạnh phúc lứa đôi. Và giờ phút này đây, xin kính chuyển lời mời tới vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái cùng đưa cô dâu Ngọc Linh ra phía trước hội trường để có lời chào cũng như lời cảm ơn tới toàn thể quý quan viên hay họ cũng như quý vị quan khách đã trở về đây trong ngày vui trọng đại này. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện trên màn hình sân khấu chính lúc này đó chính là cô dâu Ngọc Linh, cô dâu xinh đẹp của chúng ta ngày hôm nay, và vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái vừa dẫn cô dâu ra phía trước màn hình sân khấu để có lời chào cũng như lời cảm ơn tới toàn thể quý quan viên hay họ. Và sau đây xin mời vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà gái có đôi lời phát biểu cũng như có những lời chúc phúc cho đôi duyên mới. Xin được trân trọng kính mời. Dạ, chính kính chào quan viên hay họ ạ. Tôi là bác của cháu Ngọc Linh ạ. Hôm nay tôi dẫn cháu ra chào quan viên hai họ, mời quan viên hai họ mời nước, mời thuốc, mời chèo và cùng dự lễ đính hôn của hai cháu. Vợ tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng, bác gái phát biểu đôi lời cũng rất mong mọi người cảm thông thay lời cho đôi duyên mới. Xin được cảm ơn bác rất nhiều và mời bác trở về vị trí trang trọng và ý nghĩa của mình để cùng tiếp tục tham dự cũng như chứng kiến cho chương trình buổi lễ đính hôn của hai cháu mình. Một nữa xin được cảm ơn bác rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, không phải để cô dâu Ngọc Linh của chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Sau đây sẽ là phần đăng quang tỏa sáng của nhân vật chính thứ hai. Chúng ta đoán được là ai rồi phải không ạ? Vâng, xin mời sự đăng quang tỏa sáng của nhân vật chính thứ hai, chú rể Huy Thành. Vâng, một chàng trai gã lăng đẹp trai lịch lãm đã được cô dâu Ngọc Linh của chúng ta lựa chọn trong vô số những chàng trai. Và hôm trước chúng ta cũng không quên dành những tràng pháo tay thân lớn, thân đồng nhiệt để cùng chào đón sự hiện diện của nhân vật chính thứ hai. Vâng, thật đúng là cảm ơn người đã tìm trầu, cho vôi thắm lá mà cho câu say tình, cho con thuyền cập bến bờ hạnh phúc, cho tình yêu mãi mãi tỏa hương. Vâng, đứng cạnh tôi đây có lẽ là cặp đôi đẹp nhất, hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Và xin mời hai em, chúng ta hãy cùng gửi tới một cái cúi chào nồng nhiệt nhất để cùng cảm ơn tới toàn thể quý quan viên anh họ cũng như quý vị quan khách đã trở về đây chúc phúc cho mình. Xin mời hai em. Vâng, một cái cúi chào nồng nhiệt cũng như đó chính là lời tri ân, lời cảm ơn tới toàn thể quý quan viên hay họ cũng như quý vị quan khách đã bớt chút thời gian để cùng trở về đây chúc mừng hai bên gia đình, chúc mừng hạnh phúc cho Huy Thành và Ngọc Linh. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua nghi lễ đầu tiên trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay, và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ chính thức, đó chính là nghi lễ trao và nhận lễ vật đính hôn. Và để thực hiện được nghi lễ này thì xin được trân trọng kính mời người mẹ hiền kính yêu của chú rể. Chúng ta sẽ cùng trở lên phía trước màn hình sân khấu và xin được trân trọng kính mời bố mẹ thân sinh ra cô dâu Ngọc Linh. Chúng ta sẽ cùng trở lên phía trước màn hình sân khấu để cùng thực hiện nghi lễ trao và nhận lễ vật đính hôn. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị, hiện diện trên màn hình sân khấu lúc này đó chính là người mẹ hiền kính yêu của chú rể và bố mẹ thân sinh ra cô dâu Ngọc Linh. Chúng ta cũng không quên dành những tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cùng chúc mừng hai gia đình. Cảm ơn kính thưa các bậc cha bác anh chị và các bạn. Ngày hôm nay trở về đây, gia đình họ nhà trai ngoài những tình cảm cao quý thì gia đình họ nhà trai có chuẩn bị 5 mâm sính lễ đủ đầy, được trang trí khéo léo từ những người thợ tỉa hoa kết trái cho tình yêu. 5 mâm sính lễ đủ đầy, trước là để kính dâng tiên tổ, sau là trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, được tri ân tới gia đình ông bà Hưng Liễu, người đã có công sinh thành nuôi dưỡng nên cô dâu Ngọc Linh, để ngày mai sẽ trao cho gia đình nhà trai một nàng dâu thảo. Và ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng với đến với nghi lễ trao và nhận lễ vật đính hôn. Và để thực hiện được nghi lễ này, xin mời hai người mẹ chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước một bước ạ. Xin mời hai người mẹ sẽ cùng bước lên phía trước một bước và quay hướng về nhau ạ. Vâng, hai người mẹ sẽ cùng hướng về nhau. Và xin mời hai em chúng ta sẽ cùng đứng ở phía trong này. Dạ vâng, các cụ ta vẫn thường nói miếng trầu là đầu câu chuyện, miếng trầu nên dâu nhà người. Chính vì thế, mâm sính lễ đầu tiên mà gia đình nhà trai muốn trao gửi cho gia đình nhà gái đó chính là mâm sính lễ cao trầu. Và xin mời hai em hãy cùng chung chuyển mâm sính lễ này tới tay của hai người mẹ hiền để hai người mẹ hiền cùng thực hiện nghi lễ trao và nhận mâm sính lễ trầu cao. Mâm sính lễ trầu cao là một mâm
sinh lễ không thể thiếu trong phong tục của người Việt Nam chúng ta. Quả cau xay mí với trời vàng, thêm chút cua trắng ăn vào sẽ có màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu sắc son. Và ngày hôm nay hai gia đình trao gửi mâm sinh lễ này thì cũng có một mong muốn hai con có một cuộc sống son sắc như cau với trầu. Và xin mời cặp áo dài đầu tiên trong nghi lễ cau trầu, chúng ta sẽ cùng hỗ trợ gia đình nhận mâm sinh lễ từ tay của hai người mẹ hiền và cùng trung chuyển vào phía trong tư gia của gia đình. Vâng, các cụ ta vẫn thường nói trầu cau đi trước, rượu chè thuốc đi sau. Chính vì thế mà mâm sinh lễ thứ hai gia đình nhà trai muốn trao gửi cho gia đình nhà gái đó chính là mâm sinh lễ rượu chè thuốc. Xin mời hai em hãy cùng chung chuyển mâm sinh lễ này tới tay của hai người mẹ hiền để hai người mẹ hiền cùng thực hiện nghi lễ trao và nhận mâm sinh lễ rượu chè thuốc. Vâng, rượu chè thuốc cũng là những thành phần không thể thiếu trong mâm sinh lễ của người Việt Nam chúng ta. Và ngày hôm nay gia đình nhà trai trao gửi mâm sinh lễ này cũng như một lời tri ân cảm ơn tới gia đình ông bà Hương Liễu đã có công sinh thành nuôi dưỡng nên cô dâu Ngọc Linh, cũng như tri ân tới toàn thể quý quan viên hay họ cũng như quý vị quan khách. Xin mời đội dẫn lễ chúng ta sẽ cùng nhận mâm sinh lễ và cùng trung chuyển vào phía trong tư gia của gia đình. Và mâm sinh lễ thứ ba mà gia đình nhà trai muốn trao gửi cho gia đình nhà gái đó chính là mâm sinh lễ hoa thơm quả ngọt. Xin mời hai em hãy cùng trung chuyển mâm sinh lễ này tới tay của hai người mẹ hiền. Vâng, mâm sinh lễ hoa thơm quả ngọt được trang trí bằng hình rồng phượng rất khéo léo và được gia đình và nhà trai lựa chọn trong 64 tỉnh thành các loại hoa quả khác nhau với một mong muốn hai con có một cuộc sống ngọt ngào, đơm hoa, kết trái. Và xin ông trời chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cùng chúc mừng cho hai bên gia đình. Vâng, xin mời các áo giải tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhận mâm sinh lễ này và cùng trung chuyển vào phía trong tư gia của gia đình. Và mâm sinh lễ tiếp theo gia đình nhà trai muốn trao gửi cho gia đình nhà gái đó chính là mâm sinh lễ những lon nước Coca. Xin mời hai em hãy cùng trung chuyển mâm sinh lễ này tới tay của hai người mẹ hiền. Vâng, mâm sinh lễ là những lon nước ngọt được gia đình hoặc nhà trai trang trí rất khéo léo như một lâu đài. Vâng, đây chính chính là một vị tháp như một tòa lâu đài. Và ngày hôm nay hai gia đình trao gửi mâm sinh lễ này thì hai em cũng chính thức nắm tay nhau để mở cửa lâu đài tình yêu của mình. Xin mời hai em hãy cùng hai em dẫn lễ sẽ cùng nhận mâm sinh lễ và cùng di chuyển vào phía trong tương gia của gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, mâm sinh lễ cuối cùng mà gia đình nhà trai muốn trao gửi cho gia đình nhà gái đó chính là mâm bánh phô thê. Vâng, xin mời hai em hãy cùng trung chuyển mâm bánh này tới tay của hai người mẹ hiền để hai người mẹ hiền cùng thực hiện nghi lễ trao và nhận mâm bánh phô thê. Vâng, bánh phô thê hay còn gọi là bánh vợ chồng xuất xứ từ thời vua Lý Anh Tông. Ngày xưa người vợ ở nhà đã làm nên chiếc bánh này với mong muốn nhắn nhủ các con hay có một cuộc sống thủy chung son sắc. Và ngày hôm nay gia đình họ nhà trai trao gửi mâm bánh này thì hai em cũng chính thức nắm tay nhau xây dựng hạnh phúc duyên mới. Xin mời cặp áo dài tiếp theo hãy cùng nhận mâm sinh lễ này và cùng di chuyển vào phía trong tương gia của gia đình. Xin mời kính thưa các bậc cha bác các chị và các bạn, như vậy là năm mâm sinh lễ đã được gia đình nhà trai trao gửi cho gia đình nhà gái. Và ngay lúc này đây chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ tiếp theo. Xin mời hai em chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía giữa màn hình sân khấu ạ. Và xin mời bố mẹ đứng ngủ ở đây. Chúng ta sẽ cùng đến với nghi lễ tiếp theo, đó chính là nghi lễ ra mắt thông gia. Vâng, các cụ ta vẫn thường nói thông gia thì như ruộng liền bờ, ông mong được rể bà chờ được dâu. Và ngày hôm nay hai gia đình chính thức kết tình thông gia từ trong thêm một tuần trà, mời nhóc trên trà kết bạn tâm giao. Gia đình nay đã đổi trao, tình xuân thêm đỏ rạt rào tình xuân. Và ngày hôm nay hai gia đình chính thức kết tình thông gia. Và ngay lúc này đây xin mời hai mẹ chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước thể hiện một cái ôm thật tình cảm để thể hiện tình thông gia hai nhà như một. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tình thông gia của hai nhà. Vâng, xin cảm ơn hai mẹ rất nhiều. Và sau đây xin mời bố mẹ cũng như mẹ của chúng ta sẽ cùng đưa các con của mình trở về trước bàn thờ gia tiên để dâng lên tổ tiên những nhén nhang thơm để tổ tiên minh chứng cho đôi duyên mới ngày hôm nay. Và rồi trong chỉ là bé xin tình yêu thương đất mình một nhà, quý khách hải họ gần xa mừng cho các trẻ
say. It felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name, say for ain't that bitch for we got that on your chung đời. Yêu anh ước muốn bấy giờ ngày đây rồi. Dù cho trái đất có vỡ đôi, till the day I die, I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Hãy lau khô ra nước mắt, gạt hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu.